Kính thưa quý vị, sau đây là phần diễn ngâm giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Kính mời quý vị thưởng thức một đoạn trong bài Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển thứ tư mà Đức Thầy đã viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo, qua phần trình bày của đồng đạo Bích Thuận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kể này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Hạt mùa tiết giống kia bất luận, thái mọc mầm rổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết đi khổ. Đạo giới ly từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phương thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, cõi tại sao ta phải tu hành. Diệu dân ta kể ngon ngành, khuyên lê thứ làm lành mà tranh. Cánh niết bàn là nơi cứu cánh, về chúng ni xa lánh hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thân, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hội biết ai còn mất, giờ chưa phân, chưa biết kia chánh tà. Ta gì xưng sắc lên ngọc to, đền lính cứu sơn trung chịu mạng. Nền đạo đất ta bài quá cạn, mà dương gian còn gán danh từ. Làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như xác ngồi, chẳng tránh đường nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thái quá. Tranh giới luận đắng dành cơm mi cá, khuyên du người đặng kiếm bạc tiền. Thay chúng sanh ghét cái ngõ ganh huyền, theo chế ngạo những người tu tình. Tu không tu cũng không mời thình, mặc tình ai trọng kính hay chê. Thương lê dân còn mang sai mê, chẳng tu tình cho rành xương nắng. Thấy ta lại nói cay nói đắng, đặng với cay ta cũng chẳng màng. Chừng trần gian
kiến thấy Phụng Hoàng xòe cánh múa chào mừng Phật Thanh. Thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tìm đi ốc xác phàm, ai biết trì việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ít ai dám sanh, người dốt kỹ mà nói pháp quá rành, lửa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình được liên tục, kính mời quý vị thưởng thức bài nhạc Riêng Tôi của Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng tác vào năm 1946 tại miền Đông, qua phần phổ nhạc của nhạc sĩ Lâm Hoài Thạch, được trích trong DVD Ngày Xưa Hòa Hảo, qua tiếng hát của ca sĩ Khải Ca. Dứt áo cà sa khoác chiến bào, hiểm vì nghịch cánh qua thương đau. Bên rừng tạm gửi thân cú quạnh, nhìn thấy non sông suối lệ trào. Thấy non sông suối lệ trào, lòng nguyện giữ vững chi thanh cao. Ai người mãi thuốc cầu vinh nhĩ, hậu thế muôn thu xét thứ nào. Hậu thế muôn thu xét thứ nào, lòng này yêu nước biết là bao. Vì ai gieo rắc điều hồ mị, đành ngó non sông nhuộm màu đào. Đành ngó non sông nhuộm máu đào, thời cơ độc nhất cứu đồng bào. Muôn ngàn chiến sĩ chờ ra trận, bỗng vương gông cùm chốn ngục lao. Hậu thế muôn thu xét thứ nào, lòng này yêu nước biết là bao. Vì ai gieo rắc điều hồ mị, đành ngó non sông nhuộm màu đào.
đành ngó non sông nhuộm máu đào. Thời cơ độc nhất cứu đồng bào, muôn ngàn chiến sĩ chờ ra trận. Bỗng vương gom cùng chốn ngục lao. Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California đến đây đã hết. Kính mời quý vị, đồng đạo, quý khán thính giả hoan hỷ theo dõi phần phát hình kế tiếp. Kính chúc một cuối tuần được nhiều hạnh phúc trong an bình, đạo quả viên dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.